Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Bayern và Real Madrid thắng hay thua là nhờ trọng tài. Rạng sáng ngày mùng 1 tháng 5 tới, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Allianz Arena, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Villarroel đụng độ Lốt Băng ở đấu trường số 1 châu Âu, và trọng tài Clement Dufin đã được UEFA phân công điều khiển trận thương hùng trên. Real Madrid đã toàn thắng tất cả 6 trận đấu mà vị trọng tài người Pháp cầm còi trong các trận đấu của đội tại Champions League. Chú ý nhất là chiến thắng 1-0 trước Liverpool ở trận chung kết của mùa giải 2021 2022. 5 trận đấu còn lại là chiến thắng trước Ludogorets với tỷ số 4-0 mùa 2014-2015, chiến thắng 2-0 trước Roma mùa 2018-2019, chiến thắng trước Inter Milan với tỷ số là 3-2 mùa 2020-2021, Chelsea với tỷ số 3-1 2021-2022, và gần nhất là Napoli với tỷ số 3-2 mùa giải 2023-2024. Không chỉ Real Madrid mà cả Bayern cũng gặp may mắn ở những trận đấu có ông Turpin cầm còi. Theo đó, trọng tài người Pháp này từng bắt 8 trận có Bayern ở Champions League và các câu lạc bộ Đức chưa thua trận nào, thắng 5 và hòa 3. Trận đấu gần nhất của De Rotten mà vị trọng tài người Pháp điều khiển là trận hòa một đều với Man City ở tứ kết lượt về Champions League mùa trước. Với kết quả đó, Bayern đã không thể lật ngược thế cờ do thua 0-3 ở lượt đi, nên đành dừng bước với tổng tỷ số 1-4. Trong khi đó, Man City đi một mạch tới chung kết và giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Cũng ở trận đấu đó, Tobin đã rút thẻ đỏ trước quyền chỉ đạo của Thomas Tuchel vì huấn luyện viên này đã phản ứng thái quá về tình huống phạm lỗi của Laporte với Coman. Tấm thẻ đỏ đã khiến chiến thuật gia người Đức không thể tham dự trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa giải này, nơi Bayern đã thắng Manchester United với tỷ số là 4-3. Có lẽ ở màn so tài sắp tới, Real Madrid hoặc Bayern Munich sẽ kết thúc chuỗi bất bại khi ông Turpin cầm còi.